Xin kính chào quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC Việt Nam. Thưa quý vị, tin từ tỉnh Bình Thuận, nhiều nông dân trồng thanh long tại đây những ngày qua rất bức xúc trước tình trạng các doanh nghiệp liên kết nhau để hạ giá thanh long xuống. Theo Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình Thuận, từ giữa năm 2012 đến nay, thị trường xuất khẩu thanh long gặp khó khăn do Trung Quốc, thị trường chính của thanh long Bình Thuận giảm nhu cầu nhập khẩu vì các nước tẩy chay trái cây Trung Quốc. Để tiêu thụ được hàng, nhiều doanh nghiệp chấp nhận bị ép giá bán với chỉ 12.000 đồng một ký. Với mức giá này, các doanh nghiệp lỗ khoảng 3 đến 4.000 đồng một ký. Do thua lỗ nên Phó Chủ tịch Hiệp hội đã đề nghị các doanh nghiệp thống nhất thu mua thanh long cho nông dân với mức giá 10.700 đồng một ký. Theo các nông dân trồng thanh long, giá thanh long đã bị kéo xuống 9 đến 10.000 đồng một ký trong mấy tháng qua, trong khi thời điểm này năm ngoái giá đạt tới 15 đến 16.000 đồng một ký. Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, nếu không hạ giá bán, thanh long Việt Nam sẽ tiếp tục bị ứ động tại cửa khẩu khi xuất sang Trung Quốc. Thưa quý vị, theo Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào, AVIL, trong 2 năm qua, Việt Nam đã có 222 dự án đầu tư vào Lào với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 3,8 tỷ đô la, đứng thứ 3 trong 53 quốc gia đầu tư tại Lào. Riêng năm 2012, Việt Nam đã có 13 dự án với tổng vốn đăng ký gần 400 triệu đô la vào Lào. Hiện Lào cũng đã cấp phép cho 415 dự án của Việt Nam với tổng số vốn 5 tỷ đô la. Các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào Lào như ngân hàng BIDV, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, công ty Hòa Phát, Gold Long Thành, tập đoàn hóa chất. Ngoài đầu tư kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đóng góp nhiều cho Lào trong các công tác xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ, số tiền các doanh nghiệp đăng ký và thực hiện đầu tư xã hội lên tới 35 triệu đô la. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào ước đạt hơn 900 triệu đô la, tăng 22% so với năm 2011 và dự kiến sẽ đạt mốc 2 tỷ đô la vào năm 2015. Kính thưa quý vị, ngân hàng được nằm trong diện tự tái cấu trúc là Tiên Phong Bank vừa thông báo cho hay sẽ hoàn thành bước tái cơ cấu cuối cùng thông qua việc tăng vốn lên hơn 5.500 tỷ đồng. Theo Tiên Phong Bank, với phương án đã được Đại hội Cổ đông thống nhất và các cơ quan chức năng phê duyệt, ngân hàng đã nâng vốn từ 3.000 lên 5.550 tỷ đồng. Tiên Phong Bank cho biết các cổ đông hiện đã nộp đủ tiền và sẽ hoàn tất đợt tăng vốn này trước ngày 31 tháng 12 năm 2012. Trong thông báo của mình, đại diện ngân hàng này đảm bảo các cổ đông góp vốn là những người có tiềm lực tài chính mạnh và mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng. Đây được xem là mức tăng vốn khá bất ngờ vì hồi đầu năm 2012, Tiên Phong Bank chỉ định tăng vốn lên mức 4.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này trong năm nay có thể đạt trên mức 15%, nghĩa là khá cao so với tốc độ tăng trưởng tín dụng khoảng 5% của toàn hệ thống ngân hàng. Kính thưa quý vị, đầu tư theo phong trào, thiếu điều nghiên thị trường, không ít doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã không thể trụ vững trước những biến động của nền kinh tế. Đây là một trong những nguyên nhân nội tại được các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phân tích tại hội thảo Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức diễn ra sáng ngày 27 tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dẫn số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Đoàn Thị Hồng Vân, trưởng khoa Thương mại Du lịch Marketing Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 50.000 doanh nghiệp rời thị trường, cộng với 49.000 doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường trong năm 2011. Thì đã có tới gần 100.000 doanh nghiệp bị phá sản hoặc giải thể trong vòng 2 năm qua. Con số này tương đương với 50% số doanh nghiệp phá sản giải thể trong vòng 20 năm qua kể từ khi có luật doanh nghiệp. Theo bà Vân, việc số lượng doanh nghiệp phá sản tăng bất thường trong 2 năm qua sâu xa xuất phát từ việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, quá trình hậu kiểm lại có nhiều lỗ hổng. Doanh nghiệp thành lập theo phong trào mà không có định hướng chiến lược lâu dài, do nắm bắt không chính xác bệnh của các doanh nghiệp nên các giải pháp hỗ trợ thời gian qua của các cơ quan nhà nước cũng chỉ mang tính tình thế mà chưa có tính căn cơ. Căn bệnh này nó là hậu quả một căn bệnh dài. Đó chính là cái cách thức làm việc là không có một cái điều nghiên rõ ràng cả môi trường bên trong và bên ngoài. Không xác định được thế mạnh cốt lõi của chúng mình là cái gì mà chúng mình thường phát triển làm theo phong trào. Và chính vì làm theo phong trào mà không nghiên cứu thực sự cái quan hệ cung cầu của xã hội nên đã dẫn đến chúng ta làm ra một cái lượng hàng tồn kho quá lớn đi. Và khi tồn kho quá lớn thì cái cơ thể của nền kinh tế không thể phát triển bình thường được. Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định, thất bại của các doanh nghiệp xuất phát từ chính cách điều hành thiếu hợp lý của các chính sách vĩ mô và của cả doanh nghiệp. Chúng ta đầu tư thời gian vừa qua là rất khi mà bị ảnh hưởng thì thấy rất nhiều các nhà đầu tư mới giật mình nghĩ là gì, là không hề chi phí cho cái nghiên cứu thị trường. Rồi là tại sao các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư Việt Nam họ rất cẩn thận mà chúng ta đầu tư thì cứ vào. Thì cái này là một cái mà tôi nghĩ là trong giai đoạn kinh tế sắp tới thì
các nhà đầu tư sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho vấn đề nghiên cứu thị trường, vấn đề đánh giá thị trường, vấn đề tìm hiểu những thông tin, thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công nếu như với cái sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ. Theo các chuyên gia, trong năm 2013, các gói hỗ trợ của chính phủ sẽ giúp doanh nghiệp phần nào tháo gỡ được các khó khăn trước mắt. Nhưng về lâu dài, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, thay cơ chế điều hành mới có thể tồn tại. Các cơ quan chức năng cũng cần bắt trúng bệnh của doanh nghiệp mới có thể có giải pháp chữa trị đúng. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 năm 2013 tới là ngày bắt đầu thực hiện việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2 lên mặt hàng bia. Theo đó, mức thuế áp lên mặt hàng này là 50%, tăng 5% so với giai đoạn 1. Theo công văn chỉ đạo trước đó của Tổng cục Thuế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, mặt hàng bia sẽ bị áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%, tăng 5% so với giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012. Trong đó, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia là giá chưa có thuế VAT, không loại trừ giá trị vỏ bao bì. Cũng theo quy định này, mặt hàng bia lon sẽ không được trừ giá trị vỏ hộp theo mức 3.800 đồng một lít như trước đây. Nếu mặt hàng bia chai, nếu cơ sở sản xuất có đặt tiền cược vỏ, doanh nghiệp và khách hàng phải thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai theo định kỳ hàng quý. Các quy định này đã làm dấy lên tin đồn mặt hàng bia có thể sẽ tăng giá trong những ngày tới, trong khi sức tiêu thụ mặt hàng này trong năm đã giảm khá sâu. Theo nhiều đại lý phân phối nước giải khát tại thành phố Hồ Chí Minh, sức tiêu thụ mặt hàng bia trong năm 2012 đã giảm đến 40% so với năm 2011. Thưa quý vị, khó khăn kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thiện nguyện của giới doanh nghiệp và người dân nói chung. Ông Nguyễn Bửu Hội, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Phú Mỹ Hưng đã nhận định như vậy khi nói về chương trình đi bộ gây quỹ từ thiện sắp tới do chính doanh nghiệp phát động. Đây là chương trình đã được thực hiện trong suốt 7 năm qua và quy tụ được đông đảo người tham gia đi bộ lẫn đóng góp từ thiện. Tiếp nối truyền thống của những năm trước, chương trình đi bộ từ thiện Lawrence Sting lần thứ 8 do Liên doanh Phú Mỹ Hưng tổ chức cùng Ủy ban Nhân dân các quận huyện sẽ diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 1 tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, còn gọi là The Rexon, thành phố Hồ Chí Minh. Qua 7 lần tổ chức, chương trình đã quyên góp được gần 11,5 tỷ đồng với hơn 97.000 người tham dự. Khá lạc quan khi nói về chương trình năm nay, đại diện Liên doanh Phú Mỹ Hưng cho rằng khó khăn kinh tế không tác động nhiều đến hoạt động từ thiện của các doanh nghiệp trong lúc này. Chúng tôi tổ chức cái chương trình đi bộ lần thứ 7 đó, thì cái số tiền mà chúng tôi huy động được khoảng 2 tỷ 3. Riêng năm 2013 này sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng Giêng năm 2013. Thì cho đến giờ này thì chúng tôi có khoảng trên 10.000 người đăng ký tham gia cái chương trình đi bộ này. Với cái số tiền mà đăng ký cho đến giờ phút này lên đến khoảng gần 1 tỷ 9. Thì hy vọng từ nay cho đến ngày 19 tháng Giêng bắt đầu chương trình đi bộ thì chúng tôi sẽ có được một con số đẹp hơn, tốt hơn và sẽ bằng hoặc là hơn con số của năm 2012 qua cái chương trình đi bộ lần thứ 7 vừa qua. Số tiền quyên góp được trong chương trình đi bộ từ thiện này sẽ được chuyển đến Ủy ban Nhân dân các địa phương gồm quận 7, quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè để hỗ trợ người nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ sắp tới. Chương trình cũng dành một phần từ thiện để ủng hộ quỹ chung Một Tấm Lòng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và quỹ bảo trợ tài năng thể thao của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin FBNC Thế giới.